Để tóc dài, một cái áo khoác với một điếu thuốc. Thấy rồi, wow. Lãng tử. Trời ơi, đẹp trai nữa. Chậm một cái áo khoác măng tô á, đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Yeah. Em gặp vợ em, ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Bà xã em lúc đó là làm bên du lịch á. Trang điểm cũng kỹ, dáng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác và ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi đúng không? Dạ, em đổ liền. Chào hai bạn. Ủa ai là người còn chơi gấu bông vậy? Dạ em. Em. Nó gắn liền với lại một cái kỷ niệm rất là đẹp của vợ chồng em. Vậy à? Vậy đó hả? Chắc chắn là một chút nữa hai bạn này sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất thú vị về chú chó bông này. Và giờ trước tiên thì hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Huy, em làm ở một bộ phận kinh doanh của một công ty. Em năm nay 31 tuổi và đây là bà xã của em. Em là Trần Nguyễn Ngọc Hạnh, em cũng 31 tuổi. Hai vợ chồng em là đều sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Em và ông xã em có học với nhau từ năm lớp 8. Sau đó thì ông xã em chuyển trường bẵng đi 11 năm á. Trong một lần em lên trên mạng Yahoo á thì tự nhiên em thấy cái avatar của anh chàng này sáng lên. Em nhảy vào em chat trước. Thời lúc đó em sao? Nói chung là hồi xưa đi học thì cũng chẳng ấn tượng gì với nhau. Cô bé như một chàng trai, không được như bây giờ đâu. Wow. Lúc đó là tóc ngắn, giống như chưa dậy thì đó. Sau này mà khi mà chat nhảy qua chat em là nhảy lên cái avatar thì là thấy một cô bé khuôn mặt Hàn Quốc, có mặt là hơi hô một chút. Dạ. Trời ơi, gu Hàn Quốc mặt hô một chút. Mà lúc đó là tụi em ở Đà Lạt hay là tụi em đã về Sài Gòn rồi? Thì lúc đó thì em về Sài Gòn làm. Thì ông xã em học xong đại học ở đây thì lại về, trở về lại Đà Lạt làm trên đó. Vậy làm sao mà gặp được nhau ta? Sau đó một thời gian á, thì nhân dịp lễ thì em về Đà Lạt để thăm bố mẹ. Em cũng có nói với anh chàng này là em về vậy đó. Không ngờ thì anh chàng này chủ động nói là thôi để Huy đi đón Hạnh. Em nghĩ thì chắc cũng nói vậy thôi chứ ai mà tự nhiên đi đón mình như vậy. Lên tới Đà Lạt thì cũng gần 12 giờ khuya á, thì anh chàng này đứng sẵn ở bến xe đợi mình rồi. Và em nhìn xuống xe đó, ôi trời ơi, nó khác xe so với lại với cái hình ở trên avatar. Để tóc dài, mặc một cái áo khoác với một điếu thuốc. Thấy rồi, là lãng tử. Trời ơi, mà đẹp trai nữa. Có đội nón không? Dạ không, đúng là chưa có đội nón bảo hiểm. Tóc dài chị ta. Dài mà tóc dài hút điếu thuốc nữa. Ai trời. Trời ơi, mặc ba đờ suy hay là mặc đồ vest? Chậm một cái áo khoác măng tô đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Yeah. Em gặp vợ em, ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Bà xã em lúc đó là làm bên du lịch á. Trang điểm cũng kỹ, dáng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác và ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi đúng không? Dạ em đổ liền. Sau đó là gặp nhau uống cà phê, rồi vợ em lại đi xuống thành phố làm. Khoảng là chắc nửa năm sau á. Dạ. Là em bắt đầu em lên một kế hoạch là sẽ tán cô bé này. Thế là em đi xuống thành phố. Nhưng cái dịp đó là dịp trung thu á. Cái bữa tối đó sau giờ làm, nhận điện thoại của anh này nói thôi Huy qua nhà Hạnh ăn trung thu nha. Thấy anh này ba lô lỉnh kỉnh, nào rượu nào ly rồi bông hồng đỏ tới. Hai đứa cũng nói chuyện, uống rượu vang, ngắm bông hồng rồi ăn bánh trung thu. Xong đâu đó hết rồi thì tự nhiên mình thấy anh chàng này đứng dậy đi lại chỗ cái ba lô. Thì mình nghĩ là thôi là chuẩn bị về. Tự nhiên rút ra chó bông này, nói là Hạnh làm bạn gái của Huy nhé. Wow. Sau đó là hai đứa là chính thức là tình yêu với nhau. Xong cũng vì là em mới thấy là bên Adphone á có cái dịch vụ là gọi miễn phí với nhau. Thế là em mua điện thoại cọc, gửi xuống cho cô bé này một cái, em một cái. Thế là cứ gọi miệng với nhau suốt thôi. Sáng mở mắt dậy là đã nghe điện thoại. Nghỉ trưa là cũng không được nghỉ trưa, cũng phải nói chuyện điện thoại. Về tới nhà là bắt đầu là buông điện thoại tiếp. Nói tới khi mà ngủ luôn. Là ai ngủ trước thì người kia nghe tiếng máy thôi. Để tới sáng luôn. Yêu qua điện thoại, tâm sự qua điện thoại, thậm chí là ghen tuông qua điện thoại luôn, đúng không? Mà ghen tuông qua điện thoại thì ghen sao ta? Mà em thì nóng tính lắm, cứ mà bực mình là rầm một cái là em quăng thôi. Quăng luôn. Quăng luôn chị, khoảng 5-6 cái điện thoại. Rồi lúc đó khi mà chồng nổi nóng vậy thì em có bùng lại không? Mặc dù tính em rất là nóng nhưng mà em cũng nhún nhường, em cũng chịu đựng lắm. Quen nhau một thời gian vậy thì cũng có những cái lúc mà đỉnh điểm. Cái bữa tối đó thì em đi làm về là lại không thấy anh chàng này gọi cho em nữa. Gọi điện thoại về nhà cũng không bắt máy. Em mới thấy ngạc nhiên.
Nó không biết là tại sao lại như vậy. Ngồi vô tình lên mạng coi thử anh chàng này có online không. Khi mà em mở mail ra thì em lại nhận được một cái lá thư kèm theo một cái bài hát là bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Em bật cái bài hát đó lên trước. Một cái bài rất là buồn, rất là thê thảm. Bắt đầu em đọc thư là nước mắt em nó lã chả. Em khóc nguyên một đêm. Anh chàng này là muốn chia tay. Không cho em biết một cái lý do rõ ràng là đêm hôm đó là em suy nghĩ. Xong rồi cái ngày hôm sau là em lên xe em về Đà Lạt luôn. Trên chuyến xe đó là em hạ quyết tâm. Một là em phải làm rõ ràng là tại sao lại chia tay với em, trong khi em không có lỗi gì hết. Cái thứ hai, nếu như mà anh chàng này muốn làm Chiếc Lá Cuối Cùng thì em sẽ cho anh ấy biết rằng anh ấy sẽ là chiếc lá cuối cùng của em chứ không phải là của anh. Đó, ghê chưa? Rồi bây giờ hỏi, bây giờ anh hỏi em lý do gì sao em muốn chia tay? Sao mà cắt lòng, ít gặp nhau rồi cuối tuần tình nhân đi chơi mình thì chỉ qua điện thoại thôi. Em thì có hai đứa em thì nghĩ thôi lo cho nó đi rồi nghĩ tới chuyện bồ bịch lấy vợ sau. Em mới suy nghĩ đắn đo, em viết thư chia tay. Hôm sau em đi làm về, mở cửa thấy ngồi với bố mẹ. Thế là em sợ quá đâu có dám mà nói đâu. Nắm tay kéo ra quán cà phê liền. Tới thẳng nhà dạ, của anh ấy bắt sống luôn. Rồi đi ra quán cà phê nói gì? Đầu tiên là khóc đã. Khóc quá trời khóc xong rồi tại sao lại chia tay. Em mới đưa những lý do, nó còn hai đứa em thôi ráng cho nó học đại học xong đi rồi quen. Xong rồi vợ mới nói em là vậy thì bây giờ thì chia sẻ bớt, vợ sẽ chăm lo luôn cho. Thì mình nghĩ là khi mình chia sẻ như vậy thì người ta sẽ hiểu được cái sự chân thật của mình với lại em, và cảm thấy là giống như là một nửa của cuộc đời mình vậy á, nên là mình không thể để mất được. Rồi vì lúc đó phải thừa thắng xông lên, phải cầu hôn chứ đúng không? Sau đó là em bắt đầu xin lỗi, rồi sau đó em lại tìm cách thôi mình bắt đầu mình cầu hôn đi. Dạ, thế là cứ để cho đi về Sài Gòn là em đi xuống heo bắt đầu em nhắc lên cầu. Dạ, nói về chuyện cái cầu thì bữa đó sau khi đi làm về thì anh chàng này mới chở em đi vòng vòng chơi. Thì ngay lên trên cầu Thiện Nghè á, tự nhiên thắng cái kít lại, quay ngược lại ôm em hùng cái chốc là em rất là ngỡ ngàng, không biết tại sao tự nhiên lại giữa đường giữa giá lại hôn em như vậy, rồi lại hỏi em một câu là trả lời đi. Cái sao mà em lại bắt trả lời một cái câu mà chưa có câu hỏi? Đúng rồi. Yeah. Thông thường á là mấy đứa bạn kêu nhau là bây giờ tán cô này thì cầu hôn như thế nào, là cứ mỗi đứa kêu thôi giờ tao dắt vô trong toilet tao hôn cô ta một cái. Đó, vô toilet là cầu, bây giờ hôn là cầu hết. Thì em thấy cũng hay, thôi mình nhẹ nhàng đi, dắt lên cầu cũng hôn, xem như là mình cầu hôn, xem thử là cô ta trả lời như sao. Trời ơi, sao đó em có hiểu không? Sợ em cũng không có hiểu. Thì đến cái lần cầu hôn thứ hai, đêm giao thừa, thì ông xã em mới rủ em đi lên trên đồi Dinh Hai á. Lúc đó đúng 12 giờ thì pháo hoa nổ lên. Thì anh chàng này mới vòng tay qua ôm em, hôn vào má và hỏi em rằng đó là đồng ý là vợ anh nhé. Lúc đó với cái khung cảnh lãng mạn như vậy, mình gục ngã luôn. Không thể nào mà từ chối được đúng không? Dạ. Bao lâu á em xuống dưới Sài Gòn với vợ? Thì lấy nhau rồi á, gần 1 năm sau em mới đi. Vậy đó hả? Có nghĩa là 1 năm là lấy rồi, sau đó mới là sum họp. Thì các bạn còn khám phá được những cái gì mà quyền bí của nhau không? Chị Dân dùng cái từ quyền bí nghe ghê quá. Là có những cái gì mà bạn cảm thấy bất ngờ ở chồng bạn mà cũng như bạn ngược lại không? Quen nhau thì em hay giận dỗi, em rất là cọc cằn. Lấy nhau về là vợ em là từ một con mèo nhỏ xíu thôi, bây giờ là một con sư tử. Đúng rồi, đúng rồi, 180 độ đó. Thay đổi cực kỳ, coi như là kiểm soát hoàn toàn em. Làm gì cũng phải báo. Bây giờ tại sao lại ghen dữ dội vậy? Từ con mèo mà biến thành sư tử. Khi mình thả con tép á, mình bắt được con tôm rồi á, thì mình phải đổi thế chủ động. Mình phải nắm quyền, mình phải kiểm soát hết. Tức là bây giờ tình trạng hôn nhân là bây giờ giống như lần nguyệt thực á. Mặt trăng mặt trời, trời. Trước khi mà lấy nhau á, thì em đọc điện thoại. Sau khi lấy nhau là vợ em lại đập điện thoại. Không, bao nhiêu cái rồi em? Dạ không, có một cái thôi. Lý do là cũng 10 giờ đêm rồi đó, thì tự nhiên em thấy điện thoại anh này có tin nhắn. Nội dung tin nhắn là anh Huy ơi .. gì đó. Là bắt đầu em sôi máu lên. Là em sang luôn. Em đập cái rầm. Sau đó có những cái quy định không? Em không đặt ra quy định. Nhưng mà coi như là em thầm hiểu luôn. Cứ 5 giờ, một là tắt máy. Hai là các nhân viên đừng gọi cho tôi. Và cái vấn đề mà nhân viên nữ là người khác làm luôn. Em chỉ làm việc với nam thôi. Tụi em kết hôn được mấy năm rồi ta? Gần 4 năm. Thì thật sự là những cái tính xấu thì cũng đã biết về nhau rồi. Nhưng mà sau khi mà có em bé thì em không nghĩ rằng cái tính gia trưởng với lại cái kỹ tính cọc cằn của cả em đến mức độ mà nó cao trào như vậy. Ví dụ như tắm cho con là nước phải nhiệt độ như thế nào. Em làm mà không vừa ý ổng là ổng nói thôi để tôi tắm con. Xong là em mới buồn quá thôi em đi ra
em rửa chén. Không được rửa chén chị. Tại vì khi mà rửa chén như vậy là ảnh hưởng cái nhiệt độ nước nóng con. Đó. Đến khi sấy tóc con cũng vậy, phải sấy vừa chế độ nóng vừa chế độ lạnh để nó bảo hòa. Hàng loạt những cái quy định em cũng rất là bực bội. Em có mong muốn ở chồng em thay đổi điều gì không? Em cũng mong muốn ông xã em bớt cái kỹ tính đi, bớt gia trưởng. Rồi về cái giờ giấc á, đối với em cái bữa cơm thì rất là quan trọng. Thường em đi làm về thì em vẫn cố gắng em nấu cơm đợi chồng về. Ví dụ như chồng về trễ thì em vẫn cố gắng em đợi. Nên là nói với em là 7 giờ về thì 7 giờ về, có nói sớm hơn rồi lại về trễ hơn. Vậy thì còn em có những cái gì cần vợ em thay đổi? Em cũng là chia sẻ với vợ em, công việc rất là căng thẳng, em không thể về sớm được. Thì cũng mong muốn là vợ hiểu về cái công việc của chồng, phải nhỏ nhẹ nhàng với chồng chứ đừng nóng tính nữa. Theo chị thấy như vậy nè, mỗi người đều có một cái mà cần phải thay đổi đó. Thì bây giờ chị nghĩ như vậy nè, trình độ của tụi em cũng giống như cái công việc của tụi em, cái tuổi tác của tụi em đủ để hiểu được rằng á, sau cái buổi này nên như thế nào để cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn. Sẵn hai vợ chồng đây bữa nay tâm sự hết như vậy nè, tự hứa với nhau đi, đúng không? Mọi người thấy có nên là như vậy không? Hứa không? Vợ phải luôn hiểu rằng là đối với chồng là vợ với con là quan trọng nhất. Về phần em thì em sẽ cố gắng tiết chế cái tính ngông cuồng của mình hơn, tin tưởng anh hơn, không có kiểm soát anh nữa, để cho mà anh yên tâm công tác. Trời ơi, ôm cái đi, ôm cái đi, ôm cái đi. Có cuộc điện thoại gọi hoài mà anh không chịu bắt máy. Anh cứ bấm điện thoại nhỏ lại, anh bỏ vô túi, cái em để ý. Mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt anh ơi, tại sao tao điện không bắt máy đi. Thì mới bắt máy lên, cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy. Là em nghi rồi. Cũng có cản từ đầu, nhưng mà từ khi mà em có em bé á, thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Wow, cầm gì theo không? Vậy cuốn album cưới chắc chắn một chút nữa sẽ có rất nhiều điều bí ẩn và thú vị nằm trong cuốn album này. Bây giờ trước tiên mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Minh Thái, năm nay 27 tuổi. Em đang là nhân viên công nghệ thông tin. Còn em là? Em là Trăng Thị Như Ý ạ. Em 29 tuổi, em là giáo viên mầm non. Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi. Dạ. Vậy sao thấy vợ trẻ dữ vậy? Người ta nói một câu là nhất trai lớn 1, nhì gái lớn 2, đúng không? Chắc chắn hai bạn có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Khoan đã, để em đây đi. Thôi đây anh cầm nhé. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây hơn 10 năm thì lúc đó em 16 tuổi á. Thì trong cái dịp Tết em với một người bạn đi chơi vào tiệm net. Vợ em lúc đó mới đi chơi về là mở cửa bước vô là em giật mình là nguyên con búp bê đập vô mặt luôn. Dạ, người mà có một khúc mà trắng tươi, tóc vàng nữa. Dạ, em cũng thấy ấn tượng. Thì lúc đó vợ em ngồi check email. Em liếc qua em thấy cái email của vợ em. Hôm sau em viết mail làm quen. Rồi giấy có trả lời lại liền không? Khoảng 2 tuần lận ạ. Rồi trả lời dài không? Dạ thì cũng họ tên rồi tuổi rồi thôi. Thì ảnh sau đó là ảnh trả lời liền với em luôn là ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Ảnh nói dối, ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Rồi một ngày đó thì ảnh mới chết mail là ảnh nói thôi giờ mình gặp nhau đi. Ấn tượng đầu tiên của em rất là đơn giản. Ảnh xấu quá, đen thui mà ốm nhom nhắt rồi. Khi mà em biết chồng em lúc đó nhỏ nghe 1 tuổi không? Đúng không? Dạ. 2 tuổi nhưng mà nó xạo. Nhưng mà sao? Dạ nó xạo là. Đến khi nào thì em mới biết là đến khi mà em chia tay bạn trai em quen với ảnh chính thức luôn, ảnh mới nói là thật ra anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi mà. Chứ em cũng nói thôi kệ, giờ lớn 2 tuổi không có sơ muối gì được thì mình làm bạn. Trời ơi. Coi như là quen cái là phải tính chuyện sơ muối liền đó ha. Còn đến khi nào thì em mới chia tay bạn trai của em để mà em quen với? Thì lúc đó là em đi du lịch với gia đình mà em cứ nhớ về anh này hoài à. Mà lại em không nhớ tới bạn trai của mình mà em cũng không muốn mình mang tiếng là bắt cá nữa. Nên em quyết định đó là về là chấm dứt với ảnh liền luôn. Là em quen chính thức với anh này luôn. Em là đây là mối tình đầu của em. Dạ. Mối tình cuối. Dạ cũng là tình cuối. Rồi cái có mối tình giữa không? Dạ nhiều. Tụi em quen được khoảng 10 năm thì tụi em chia tay tới 4 năm lần lận. Lý do là? Lý do là ảnh lăng nhăng ở dưới quê thì không có gì. Nhưng mà khi mà đi lên Sài Gòn học đại học thì lên trên này là mỗi lần ảnh thay đổi môi trường sống là ảnh lại quen một cô. Ủa nhưng mà mỗi lần em say nắng một cô như vậy á
thì là làm chị sao mà em biết được? Chia tay một lần đó. Lần đầu tiên á, Tết ảnh về quê, em với ảnh đi xem phim, có cuộc điện thoại gọi hoài mà ảnh không chịu bắt máy. Ảnh cứ bấm điện thoại nhỏ lại, cánh bỏ vô túi, cái em để ý. Mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt ảnh, anh nói tại sao ta điện không bắt máy đi. Thì mới bắt máy lên, cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy. Là em nghi rồi. Rồi sau đó một khoảng chừng 2-3 tuần gì đó thì em mới quyết định em lên Sài Gòn thăm ảnh. Thì khi lên thăm rồi em mới biết cô đó là sát phòng trọ của ảnh. Là lúc đó em làm đung đung lên rồi em chia tay. Xong rồi bắt chở ra bến xe về liền. Trời ơi, chở bến xe khóc dữ lắm anh chị ơi. Khóc như mưa vậy á. Khóc tới nỗi mà cái gì ngồi kế bên, ủa sao nó khóc dữ vậy con. Rồi em có chạnh lòng không? Dạ không, em không cần. Là sao em dứt khoát. Sao không cần, sao giờ lấy người ta? Thì một thời gian sau cái ảnh lại quay đầu về quê. Bao lâu? Khoảng chừng 6 tháng. Lết về dưới năn nỉ biết bao nhiêu luôn, em mới chấp nhận cho quen lại. Coi như hết 4-5 lần vậy cũng hại não dữ à. Dạ cũng hại não. Ủa em, thì tại sao em không lên Sài Gòn luôn mình giữ bồ mình? Sao chứ, nó em đã đi học ra trường rồi, ảnh cũng ra trường rồi, có công ăn việc làm ổn định. Thế là em đã lên quyết định em lên chợ, em lập nghiệp luôn. Lên Sài Gòn thì hai đứa ở đâu? Mới đầu thì vợ em á là ở cạnh cái phòng trọ của em. Dạ, nhưng mà sau này khoảng một năm thì hai đứa dọn về ở chung. Chị, ba mẹ biết không? Dạ không, tại vì thực ra là chuyện tình cảm của hai vợ chồng em á, gia đình em nhất quyết không chịu. Thế mà gia đình em đã có một cái ấn tượng xấu vợ em ngay từ lúc đầu rồi. Em nói cỡ nào nó cũng không chấp nhận. Tại sao? Thứ nhất là hơn tuổi, cái thứ hai nữa em người nam, gia đình ảnh người bắc là không thích lấy gái nam. Rồi một phần nữa tóc của em đó em nhuộm á chị, màu vàng á thì búp bê đó, búp bê đó. Người ta hơn những người lớn á thì người ta không thích, nói là em như là dân chơi vậy đó, người ta không thích. Cái cách mà em thuyết phục ba mẹ em á để đồng ý bằng cách nào? Thuyết phục không thành công. Em là quê ở ngoài Bắc mà đúng không? Dạ, gốc ở ngoài Bắc. Có nghĩa là bà con vẫn còn ngoài đó. Dạ, dạ còn ngoài. Vậy em trước khi đám cưới á em có dẫn vợ em ra ngoài đó gặp? Dạ có. Gặp bà con họ hàng thì dạ. Cái cảm nhận đối với vợ bạn như thế nào? Đợt đó Tết em dắt về rồi xong rồi thì gặp các bác với bà nội rồi em cho vợ em tiếp xúc thì các bác thấy là thật ra con bé này đâu có tệ, thì cũng có tác động. Thì có hiệu quả không? Kinh nghiệm sống em không có, xử lý em không biết nữa. Mà em cứ nói là mẹ em bàn ra, mẹ em phản đối. Lúc đó em tự ái mà tính em với mẹ em giống nhau nữa, không ai nghe ai hết. Rồi cuối cùng là tụi em xử lý cái chuyện tình cảm tụi em như thế nào? Chúng em sống thử với nhau khoảng một năm thì tụi em cảm thấy rất là hợp. Tụi em quyết định là đi đăng ký kết hôn. Cách đây mấy năm? Khoảng hơn 2 năm. Sau khi đăng ký kết hôn 6 tháng á, thì tụi em có tổ chức một cái tiệc chỉ có bạn bè, anh em, đồng nghiệp, chứ không có gia đình hai bên. Bao lâu thì gia đình biết chuyện này? Một người bạn á đi đám cưới của em chụp hình lại đăng lên Facebook. Thì bạn của mẹ ảnh á lên Facebook nhìn á là phát hiện được, đưa in hình đem cho mẹ coi. Thì mẹ điện lên, mẹ hỏi là con có làm gì mà giấu cha giấu mẹ không? Con đâu có làm gì đâu. Em chối vậy lắm. Xong rồi lúc đó mẹ em cũng chưa nói là có hình có gì hết trơn á. Dạ, xong rồi hết mẹ điện, xong tới cha điện. Chối thì cha mới nói là cha biết hết rồi. Là do là lúc đó cha em lên chơi với em thì hai cha con có đi xe đi công chuyện, thì lúc đó em vô em mua đồ, cha em ở ngoài vô tình cha em mở cốp xe ra thì mới phát hiện là những cái thiệp cưới mà chưa kịp gửi á. Chồng mở ra thấy tên em với tên vợ em mà không nói liền, không nói gì hết, lặng lẽ cứ vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng mà xong rồi cái lúc đó điện là bắt em về quê liền. Sau khi tụi em về, em thừa nhận với cha mẹ là như vậy rồi, thì vợ em với em thì cũng cảm giác là cũng tuổi thân lắm. Thì cũng động viên nhau là thôi bây giờ đã lỡ như vậy rồi thì mình cố gắng mình sống thiệt là tốt, hòa thuận hiếu thảo gì đó, sống hạnh phúc để cho cha mẹ thương. Sau đó thì tụi em có em bé thì dần cái mẹ em cũng xui thì cho cơ hội cho hai vợ chồng về để xin lỗi, để xin cha mẹ tha thứ. Còn bên gia đình em là có cản từ đầu không? Cũng có cản từ đầu. Nhưng mà từ khi mà em có em bé thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Lúc đó là con có anh Bùm này chưa? Dạ có rồi, dạ. Anh Bùm đó là tụi em. Anh Bùm này là đám cưới đợt đầu. Dạ cái này là do dạ, tụi em tự làm. Em coi cái coi. Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao em cứ phải chối với ba mẹ làm gì? Cái đó là cũng là do một phần là ở em nữa. Là ngay từ lúc đầu em không có dũng cảm, không có cương quyết. Đó, dạ. Theo chị nghĩ nếu như lúc đó nói thẳng mọi việc ra thì chị nghĩ nó không đến cái mức mà để lâu như vậy. Nhưng mà giờ cũng qua rồi đúng không? Cha mẹ chấp nhận thì cũng mới làm đám đây hồi tháng 3.
Ngày dạ. Đám đó là đám ra mắt hai họ. Dạ, là có cả hai họ. À. Bây giờ là hai vợ chồng á, là cuộc sống bây giờ là hạnh phúc rồi đúng không? Dạ. Được sự chấp thuận của cả hai gia đình hai bên. Nhưng mà riêng cuộc sống của các bạn thì sao, khi mà lấy nhau rồi, vượt qua bao nhiêu mọi trở ngại rồi, thì cuộc sống hiện tại bây giờ làm sao? Có những cái vỡ òa về nhau không? Ấy còn vợ em có cái gì thay đổi không? Tức là ghen, như là kiểm soát dữ lắm. Gái nhắn tin là bắt đầu là hỏi ai đây, tên, tuổi, làm gì trong công ty. Điện thoại cho người quen trong công ty hỏi, anh kiểm tra giùm em là hả, có phải là cô này tên này, này ngồi chỗ này rồi hả, quen gì với chồng em không? Dạ em cũng kiểm soát thời gian em dữ lắm. Em đi làm ra là khoảng 5:30, là 6 giờ em chưa về tới nhà là bao điện. 5 phút gọi một lần, 5 phút gọi một lần. Các em trả lời là ờ anh đang về sao không có tiếng xe. Nhiều khi em lén thêm ra em để máy xe, em để điện thoại đó xe đó nghe đi. Có thấy bất ngờ về chồng em điều gì? Mất cái tính là nóng tính dữ lắm chị. Thương thì thương con lắm nghe, mà con liền chút xíu mà điên lên là đánh thằng nhỏ, nhốt thằng nhỏ. Đánh đánh sao? Tái vô mặt không à. Trời đất ơi. Dạ. Hư quá vậy. Chị thấy vậy nè, vấn đề mà đánh em bé là chị khẩn thiết yêu cầu em là dừng lại. Còn những cái điều mà chồng em yêu cầu em là đúng chứ không phải là sai đâu. Chị biết là vì chồng mình đã có những cái vết mà trong quá khứ mình biết rồi, nhưng mà cứ suy diễn ra đó. Nhưng mà theo chị thì nên bớt cái đó đi. Bởi vì á, một người con trai 16 tuổi bây giờ đến người đàn ông là 27 rồi, cái nhận thức cũng sẽ khác đi. Vô tình nếu mà mình cứ tiếp tục mình giữ như vậy á, thì sẽ tạo cho anh ấy một thói quen là thủ thế, lúc nào cũng phải nói dối, vậy chi cho nó mệt mỏi mình, đúng không? Còn những cái điều mà vợ em yêu cầu em á, chị thấy mình cũng nên sửa, vì mình nóng tính quá cũng không nên. Và phải chân thật trong mọi trường hợp với vợ, tạo cho vợ cái niềm tin ở mình nhé. Cùng thay đổi. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Có khi em ẵm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á, thì có khi em nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu thì em động tay, nhưng người ta thì được chồng chở đi làm. Còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết đó. Nên em nhìn hồi mà từ nhỏ là ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Em giới thiệu về mình. Dạ em tên Lê Vũ Phương, năm nay em 26 tuổi, nghề nghiệp là em đang công an. Thôi chào em tên gì, giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Trang và hiện tại là em 24 tuổi, em đang là giáo viên. Chà, công an và giáo viên thì sao mà quen nhau được ta? Em với vợ em quen nhau là do hôm đó là cơ quan em tổ chức hội thao với lại văn nghệ. Rồi mời bên trường đại học sư phạm của vợ em đang học á. Và qua tham gia, giao lưu. Cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh này thì sao? Chồng em nhỏ xíu à, em nghĩ là trong bộ công an có mỗi cái canteen lại bán cơm á, em nghĩ là chồng em là bán cơm ở trong đó. Rồi sao nữa? Dạ sau đó thì hai đứa coi văn nghệ thì ảnh có xin số điện thoại của em thì em cũng cho anh số. Rồi bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Dạ khoảng một tháng sau thì em với vợ em yêu nhau. Cũng lâu ha. Hỏi nó nghe nè, vợ em ghen dữ dội không? Cũng ít lắm anh. Rồi có lần nào mà ghen mà cãi vã nhau chia tay? Dạ có, em thì lúc mà quen được 1.5 năm rồi á, lúc đó em mới phát hiện là chồng em còn quen cái cô ở dưới quê á. Mà em ngu lắm, em bữa giờ quen mà em không biết. Xong em tức giận quá, em thi xong em xách giỏ về quê. Sau đó thì chồng em năn nỉ rồi, lý trí ông bảo rồi con tim kia phải xách giỏ lên Sài Gòn tiếp. Ôi rồi xong lúc là tự động em vô luôn chứ cũng không phải là do là nhận được lời xin lỗi. Dạ không, lúc đó em điện thoại lâu, cũng khoảng gần một tháng á em mới điện thoại được và đôi khi em xin lỗi. Rồi bao lâu rồi lấy nhau? Sau đó 6 tháng thì em lấy nhau. Vậy bây giờ tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Gần 1.5 rồi. Trước khi đám cưới là chân chu suôn sẻ, có khó khăn gì trước đám cưới không? Dạ không, trước khi đám cưới thì cũng khó khăn lắm chị. Tại vì chồng em thì miền Tây, em thì miền Trung. Cưới thì mẹ em khóc dữ lắm, mẹ em nói là giờ có một đứa con gái mà giờ gả xa quá. Với lại là mẹ muốn là về ở bên cạnh mẹ, là dù gì là cũng ở sát nhau thì có mẹ có con. Cũng sợ vùng miền rồi không sống được với nhau á chị. Hai em phải làm như thế nào để vượt qua những cái điều đó? Em điện thoại cho ba mẹ em xin cưới, thì ba mẹ em cũng nói là mày cưới gì xa quá, thôi để cưới ở miền Tây đi cho nó gần. Xong sau đó thì em điện thoại cho mẹ ba em với năn nỉ, thì nói chung là vợ thương vợ con rồi thì bây giờ buộc phải cưới nên ba mẹ cũng đồng ý theo con luôn. Dạ cũng đỡ ha. Giờ đến cái phần mà sau khi cưới về đó thì đại hội danh mặt đó, tới đại hội phát hiện chồng em có gì xấu không? Đầu tiên á là ở sạch sẽ dữ lắm.
cái nhà mà quét tới ba người quét ba lần rồi mà chú về chú cũng cầm chổi chú quét lại nữa. Áo quần của em nó là 7-8 năm rồi vẫn y như mới, chứ không như em đồ em cứ vài tháng là thấy cũ rồi. Tính em là em cứ bừa xong rồi em mới dọn một lần luôn chứ em không có dọn từng cái một. Tôi ở sạch của anh em giờ ai cũng sợ. Ở chồng em còn gì nữa không? Về nhà chồng em ít nói lắm, chỉ ẵm con chơi chút rồi cũng không nói chuyện với ai hết á. Nên là cái khoảng cách giữa chồng em á với mẹ em á, nói chung là cứ hai người gặp nhau nhưng mà không có nói chuyện với nhau, làm cái không khí gia đình á nó trầm lắng lắm, nó không có được vui vẻ. Nhìn thấy rất là vui vẻ, rất hoạt bát mà. Dạ trước giờ em ít nói lắm anh. Mẹ ở nhà thì nói chung cũng lâu lâu mới nói chuyện với mẹ vài câu thôi chứ cũng không có tâm sự với mẹ nhiều. Về là cứ hầm hầm mạch làm cái xong mẹ em cũng thấy cảm thấy sợ chồng em nữa. Ủa nhưng mà mẹ em vô đây là chăm em, chăm con bé. Bộ em đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ em sợ chồng em sao kể nghe. Mỗi lần chồng em sắp về là mẹ em bắt đầu đi làm là cái gì cũng phải thiệt sạch sẽ. Chứ mà chồng em có dữ không? Cũng biết nữa, tại chồng em ít. Chồng em nóng tính nên là chồng em im mà. Tuy là sau khi cưới về là em chưa bao giờ em tâm sự với vợ em hay sao? Dạ tâm sự với vợ. Vợ thì tâm sự chứ với mẹ vợ. Mẹ vợ thì em ít tâm sự với mẹ vợ. Chưa bao giờ luôn. Dạ chưa. Với mẹ ruột của em thì sao? Dạ nếu mẹ ruột thì em cũng ít đâu anh. Em thương mẹ vợ không? Dạ có chứ, đôi khi em thấy mẹ em ở nhà mẹ em làm hết trơn, vợ em không làm hết trơn á. Con khóc vợ em nằm mà mẹ em bồng không à. Nhưng mà anh nghĩ là em là thuộc tiếp người là ít có chịu thổ lộ với những người xung quanh đúng không? Dạ. Vậy thì chứ không phải em là người vô tình vô tâm. Dạ đúng. Nhưng mà qua chương trình này em cũng muốn nói gì với mẹ vợ em không? Dạ qua chương trình thì em cũng xin cảm ơn mẹ vợ em rất nhiều. Và tại vì con ít có tâm sự với mẹ nhiều nhưng mà con vẫn thương mẹ. Xin mẹ hãy xem con như là con ruột. Thì phải xem là con ruột thôi. Rồi bây giờ chồng có hay đi nhiều không cơ? Công việc của chồng em bắt buộc 2 ngày mới được về một đêm. Về nhà lúc nào cũng 8-9 giờ tối rồi về chồng ngủ cái sáng mai chồng đi. Nên là em thấy tuổi thanh dữ lắm. Tại vì muốn ăn cơm chung với chồng một bữa cũng khó nữa. Có lúc thì con bị ốm đi sốt cả đêm, chỉ có mình em phải ấm bé, không có ai, nói chung là không có ai giúp đỡ em hết á. Vì lúc mẹ em chưa có vô á. Rồi có khi em ấm bé từ sáng tới chiều á, không có người giúp á thì có khi phải nhịn đói luôn, không có đi chợ được, không có thả bé được. Rồi thì em có bầu thì em động tay, như người ta thì được chồng chở đi làm. Còn em thì không có được vậy, em cũng phải tự đi. Rồi lúc sinh em sợ lắm, sợ mà tự nhiên nửa đêm á mình chuyển dạ thì không có chồng ở nhà thì cũng không biết làm sao hết đó. Nên là thực sự là ngày lễ Tết hay gì em thấy nhà người ta đông vui vậy đó, em thấy tuổi thanh ghê gớm lắm. Mà em cũng sợ con em sau này sẽ buồn nữa, tại vì những ngày lễ thì chồng em phải trực 100% không có về nhà, mà mấy bé kia thì được ba ẵm đi chơi rồi cả gia đình cùng đi chơi á, mà con em thì có mình em à. Cho nên em nhìn mà từ nhỏ là em ba em biết sớm em thiếu tình cảm của cha. Em nhìn bạn em là em khao khát được tình cảm của cha đó. Mà em nghĩ tới con em là nhiều đêm em ôm con em khóc không à. Hiểu được nỗi lòng của vợ? Dạ em cũng hiểu với anh, nhưng mà tại vì do đặc thù công việc của em nó như thế là đôi khi em cũng nói tâm sự với vợ em cũng thể thông cảm và hiểu cho em. Ông nói vậy chứ ông có tâm sự với chị không? Ổng có ngày lễ chị sinh nhật em á, chồng em trực á, rồi cũng không nhắn tin về chúc sinh nhật vợ hay là cũng không có mua quà vậy đó. Vậy là coi như tôi đánh giá về chồng em sai hoàn toàn. Hồi nãy tôi đánh giá tôi nói chồng em là một người không đáng là người vô tâm vô tính. Bây giờ nghe xong rồi ổng lại bây giờ tôi quánh ông chứ. Nói nghe nè, trước khi em lấy chồng, dạ, em có nghĩ rằng là cái cuộc sống sau hôn nhân nó như thế nào? Dạ lúc trước em lấy chồng á thì nói chung em nghĩ cuộc sống hôn nhân của em cũng bình thường giống như mọi người thôi, là cũng cùng chồng nấu cơm rồi thứ bảy chủ nhật thì cùng quây quần bên nhau, rồi những ngày lễ thì mình ở cạnh nhau rồi nói chuyện trò chuyện này nọ, rồi cũng được như bao người vậy đó. Nhưng mà khi lấy chồng em thì vỡ mộng hoàn toàn. Nhưng mà nó khổ là cái tính chất công việc của em nó khổ vậy đó. Dạ có những cái mà chồng em muốn chia sẻ với em mà cũng không thể được, bởi vì nó thuộc về bảo mật rồi. Cái đặc thù công việc của chồng là như vậy. Tuy nhiên á, theo chị thì chính vì cái công việc của mình nó là như vậy thì bất cứ lúc nào mình có thời gian rảnh thì mình phải bù đắp. Chị hỏi này, em có thường có những hành động lãng mạn nè, hay đưa vợ đi cà phê, đi ăn kem hay đi coi phim không? Dạ lúc mà chưa có em bé thì có vậy, nhưng mà sinh em bé tới giờ thì vợ em phải ở nhà chăm nên ít có, vợ chồng em ít có đi. Nãy mới tố nó là
vợ mẹ vợ em làm không à. Vợ em nằm con khóc rồi cũng mộng. Vậy lúc đó tại sao không hốt đi cà phê đi? Tôi tài trợ cho, đi coi kịch đi, tôi tài trợ nè. Dạ. Đúng không? Thích đi coi kịch không? Dạ có chị. Tôi tài trợ vé cho đi đó. Lãng mạn dạ. Chút đi. Tôi thấy thương quá à. Trời ơi, cặp mắt vợ đẹp quá. Đẹp quá. Như hai trái nhãn vậy đẹp đó. Đẹp như tôi vậy đó. Mà tự nhiên để nước mắt rớt xuống mà ngồi không biết lau cho vợ nữa. Đẹp. Trời ơi. Ta nước mắt cho vợ đi. Thấy thương ghê không? Nãy giờ vợ đã nói rồi đó. Phương có điều gì muốn nói? Mong vợ thay đổi, mong vợ hiểu, chia sẻ với vợ. Đứng lên được, ôm ấp được. Ôm ấp đi. Để người ta nhắc tuần hoài. Cái cơ hội nữa. Em mong vợ em sẽ thông cảm cho em và bớt tủi thân, bớt khóc. Trong thời gian em không có ở nhà thường xuyên nên em ở cơ quan. Ôi trời ơi, nói với tôi làm cái gì? Nói với vợ kìa. Gì đấy? Đừng không. Gì đấy? Ôm hoài tới. Rồi, chúc hai em hạnh phúc nha. Thì chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào các con. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho con gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con có hồi hộp không vợ? Dạ hồi hộp. Thấy con lắm. Có vẻ hơi run đúng không? Dạ. Yên không tâm sao đi. Cả nghe. Đã có cô, đã có chú ngồi đây rồi, không có gì phải run hết trơn á. Coi như là mình tâm sự thôi. Đúng. Nghe. Dạ. Nếu như hồi hộp quá thì chú mời con lựa chọn một hộp sữa lớp uống để cho con uống hộp. Nãy giờ uống hai hộp rồi. Thôi, con thấy sữa lớp như thế nào ạ? Dạ, ngon lắm. 10 điểm. Con uống vị gì? Dạ con uống hai vị luôn. Con uống sữa với me muối ớt. Cảm nghĩ của con khi uống một cái loại sữa mà nó me muối ớt lạ. Dạ con thấy nó lạ mà giống cái viên kẹo me đúng không? Kẹo me muối. Đó nãy giờ mình trò chuyện để cho con bớt căng thẳng. Dạ. Còn nếu mà con càng căng thẳng nữa thì mời con uống một lốc sữa luôn. Sao vậy con kìa? Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Con tên là Bùi Hoàng Sơn, hôm nay con 28 tuổi. Con đang kinh doanh mỹ phẩm và bên bất động sản. Giỏi dữ vậy. Con ở quận mấy? Hiện hai vợ chồng con ở Cần Thơ. Dưới Cần Thơ lên đi luôn. Dạ Cần Thơ dạ. Lên. Oh. Dạ. Con tên là Nguyễn Tiên, và mọi người hay gọi con là cô Tiên miền Tây. Con 25 tuổi, con đang kinh doanh sản xuất mỹ phẩm. Tức là hai chồng chung nghề luôn. Dạ. Tại sao người ta lại gọi con là cô Tiên miền Tây? Dạ có nhiều người gọi con là danh xưng cô Tiên miền Tây là biết đến con là con từ thiện á. Tại vì con sản xuất mỹ phẩm xong rồi con lấy tiền đó để con làm từ thiện. Rồi xong rồi mọi người biết đến con nhiều hơn. Tốt quá. Con trích cái lợi nhuận ra để dạ, con làm con từ thiện. Con có xây nhà với lại cho bà con gạo này kia cũng nhiều á. Tốt quá con ơi, thay mặt những bà con khó khăn phải nói là trước hết là chú cũng là người miền Tây. Mà nghe con chia sẻ cái điều đó thì chú cảm thấy rất ấm lòng. Thay mặt bà con cảm ơn cô Tiên miền Tây và hy vọng có dịp nào đó chú cháu mình sẽ đồng hành với nhau trong một chuyến nhé. Dạ dạ. Rồi, dạ bây giờ kể cho chú nghe đi, làm sao mà con quen được với cô Tiên miền Tây vậy hả? Hai đứa con quen nhau ở trong một trường hợp là đi buổi tiệc sinh nhật, con thấy bạn này lúc hồi xưa lên như hai lúa gì đó, mặc đồ công chúa nhìn nhảnh đáng yêu lắm. Cái con thích, con liên hệ với mấy bạn mà biết bạn Tiên á, con xin Facebook về con nhắn tin cua. Lúc đó chưa trả lời liền tại vì nhìn cũng không thích lắm. Cái hình đại diện là ngồi trong ghế quán bar, ngồi chiếu ngoẩy gì nè, thể hiện đó. Kiểu vậy đó, cái người nam mà ngày xưa thích á kiểu là thư sinh. Còn ông này là đi bar quẩy quẩy quá là không thích, nên mình không có thích đó. Dạ. Rồi làm cách nào để mà cô ấy có ấn tượng tốt với mình? Dạ thì lúc mới quen thì bạn đi học trung cấp năm nhất, con cũng có tìm hiểu. Bạn lên đây cũng chưa tìm được chỗ ở, cũng khó khăn thì con cũng chạy đi tìm chỗ ở, nhà trọ cho bạn ở. Mua đồ, mua đạc này kia cho bạn để trong phòng trọ á chú. Bạn lên đâu con? Dạ lên Cần Thơ á. Lúc trước bạn Hậu Giang. Long Mỹ, Hậu Giang. Hậu Giang. Lúc đó chứ hai đứa chưa quen, mới biết nhau rồi thấy tìm khó khăn quá, con đi tìm giùm thôi. Mới nhìn qua thì tưởng dân chơi, nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc á, anh nói chuyện á, quan tâm ân cần chu đáo lắm, tìm nhà trọ cho con ở á. Xong anh tìm á, cái nhà trọ sát bên nhà, anh lội bộ qua được luôn á chú. Trời xanh á, thiệt nó khôn ghê luôn. Mua đồ đạc cho con đủ thứ hết trơn luôn. Mà lúc đó cũng khó khăn, kiểu mình không đủ tiền á. Xong cái ảnh cũng trả tiền nhà trọ cho con luôn. Nhà ảnh chắc cũng khá đúng không? Dạ. Nhà khá đúng không? Dạ đúng. Cho nên là cái chịu chi với người đẹp là coi như là ảnh sẵn sàng. Đúng không con? Dạ. Nhưng mà lúc đó làm gì ra tiền rồi sao
chịu chơi quá vậy? Đó, xin ba mẹ thôi chứ làm sao, đúng không? Lúc đó, lúc đó con đang đi học năm tư đại học. Dạ, đó. Thì, xin ba mẹ, dạ, xin lo ba cho mẹ. Gái. Dạ, xin ba mẹ. Xin ba mẹ mà có nói là con lấy cái tiền này để con lo cho bạn gái con không? Dạ không. Dạ, dạ, chứ xin, xin nói làm sao? Dạ, lúc trước thì đi học mẹ cấp cho con 700 ngàn từng thôi. Với lại hồi xưa con quậy lắm, con chơi bời đó. Không có tiền đủ tiền, con chơi cờ bạc thêm đó chú. Con quậy lắm thì... 700 ngàn mà vừa lo cờ bạc mà vừa lo cho em bạn gái nữa thì tiền đâu sống? Con hỏi nợ. Con hỏi nợ. Rồi sao nữa? Cô muốn hỏi là cái tiền mà con lo cho Tiên á là tiền ở đâu? Tiền hỏi nợ. Tiền dạ hỏi không? Nợ là nợ ai? Dạ tiền là lúc đó cũng mẹ cũng có cho. Dạ. Mẹ có cho, có nghĩa là không phải hỏi nợ ai để lấy cái tiền đó lo cho anh Tiên, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi lúc đó hỏi nợ là vụ, hỏi nợ là vụ con chơi bời thôi. À. Ừ, chơi bời trước đó. Ừ, dạ. Hỏi lúc là... mà quen Tiên còn chơi bời không? Dạ sao? Còn. Còn luôn. Còn, nhưng mà sau khi quen Tiên được có hết chơi bời chưa? Dạ hết rồi. Hết đúng không? Dạ, đúng đó rồi. Phải hết mẹ nhưng mới mà... thương, mẹ mới cho tiền à. Chứ. Nhưng mà dạ. Quen Tiên có phải là vì Tiên khuyên cho nên mới hết chơi bời thay đổi đúng không? Dạ đúng rồi, thay đổi đó chú. Hồi xưa con quậy lắm. Rồi có nhớ là khi nào thì mới tỏ tình với Tiên hay không? Dạ khoảng một tuần á. Dạ một tuần. Bao nhiêu lâu á thì cái hôn đầu tiên? Cũng khoảng lâu lâu à, đi chơi bình thường cũng đâu có hôn gì đâu. Nhát lắm hả? Dạ. Đúng rồi, ổng gạn lắm mà. Ổng có nắm tay đồ này kia luôn cô. Dạ hả? Đi chơi biết bao lâu dạ. Rồi xong rồi con ngồi ngoài xe luôn, con không vô. Sợ mẹ, tưởng mẹ con là chủ đạo. Con không có chào luôn. Tưởng mẹ. Lần đầu tiên gặp bất ngờ quá trời. Vậy đó hả? Rồi trời đi về mới nói, trời anh ra, anh dẫn ra gặp mẹ anh mà sao anh không nói với em? Trời mặc bộ đồ thấy ghê à, mặc cái quần xà lõn nè. Mặc quần xà lõn rồi thêm áo thun nữa mà nhìn kỳ lắm. Nhưng mà mẹ con ra là mẹ đánh giá liền. Dạ có hỏi. Mẹ con hỏi nhỏ là ai hả? Tại con vô quán cà phê Tiên thì đứng ở ngoài xe. Cái mẹ hỏi mày chở ai lại vậy? Nói dạ bạn gái con á. Nói bạn gái mày gì mà sao vô gặp mẹ mà không vô hỏi gì vậy? Con cũng không biết nữa. Chắc nó sợ á. Rồi xong dạ. Cuối cùng hai mẹ con cũng không gặp nhau. Không gặp luôn, về luôn. Con chở về luôn, con chở về phòng trọ. Dạ. Rồi mẹ con thì chạy về bước quê. Rồi sau đó bao lâu thì mới chính thức cho đưa bạn gái ra mắt mẹ? Dạ tầm tháng sau. Tháng là sau. Dắt nó về là quê chắc, luôn. Dạ con chở về quê. Chứ tưởng đâu mẹ lên cho tiền nữa chứ. Rồi bao lâu thì tụi con gọi là chính thức về ở chung với nhau? Dạ chắc cũng 3 tháng. Không. Khoảng 4 tháng. 4 tháng. Chà, 3 tháng với 4 tháng nó cách nhau bao ngày. Dạ. Cũng lâu lắm, cũng lâu lắm mới về. Chắc là sau khi mà về ra mắt mẹ xong rồi đúng không? Thì dạ. Mới quyết định là vậy. Còn nhà con là sao? Khi mà bạn này về thì chừng nào mới về ra mắt ba mẹ con? Mấy tháng về con lúc đó con cũng quên rồi. Dạ. Nhưng mà về thì ba mẹ sao, có ưng không? Dạ. Ba mẹ của con hiền lắm. Dễ chịu lắm. Nó nghe là cô Tiên. Ổng là dân chơi. Vậy thì cái lúc mà ổng mới quen mình ấy, ổng có sổ sàng không? Ổng có ổng hung lén mình không? Không, anh hiền khô à. Dĩ hả? Hiền lắm luôn. Ủa cái nụ hôn đầu tiên đó là sao? Bao nhiêu lâu thì nó hôn con đó. Cái cũng, đó cái hôn đầu tiên. Cũng khoảng lâu lâu à, đi chơi bình thường cũng đâu có hôn gì đâu. Nhát lắm hả? Dạ. Tưởng đâu ổng gạn lắm mà. Kiểu như là không có nắm tay đâu này kia luôn á cô. Dĩ hả? Đi chơi nắm biết bao lâu dạ. Ủa vậy là có nghĩa là cái lần mà gặp mẹ đó, lần mà dẫn ra quán cà phê mặc xà lõn giáo thun đó là lúc đó hung chưa? Dạ chưa. Lúc đó là mới tiền nhà trọ hả? Chưa hung. Dạ. Còn có nhớ cái nụ hôn đầu tiên nó xảy ra ở đâu không? Bao nhiêu lâu? Dạ ở phòng trọ. Phòng trọ đầu tiên đúng không? Ông sao đâu cái chuyện đó sao không nhớ kể lại coi. Mà bao nhiêu lâu? Dạ. Bao nhiêu lâu mới hung cái hôn đầu tiên? Chắc khoảng 2 tháng. Dạ đúng rồi, 2 tháng. Tại bữa đó là tại Tiên ở ghép với một bạn nữ nữa. Con thì trọ hai bạn ở ghép. Con ở bên nhà này nè, con đâu ở chung với Tiên đâu. Rồi cái nụ hôn đó xảy ra làm sao nhớ không? Dạ là bữa đó bạn kia, bạn của Tiên dẫn một bạn gái về. Xong cái con qua chơi. Xong cái đâu có chỗ đâu mà ngồi cái hai cái con lên gác. Lên gác. Hôn xong rồi có làm gì nữa không? Dạ có lai gai. Lai gai, lai gai chút đỉnh thôi. Sương thôi chứ chưa có tới đúng không? Dạ. Sương sương rồi đúng không? Dạ. Rồi đến khi nào mới tới luôn? Dạ con có hỏi đàng hoàng cho con mới tới. Đó không, ý chú nói á, đến khi nào mà hai đứa mới là coi như là dạ, đi tới luôn. Bữa sau đó. Bữa sau là đó. Bữa hôn đầu tiên dạ. Là bữa sau là làm tới luôn dạ. Đúng không? Ở nhà trọ luôn dạ. Hồi nhỏ bạn đâu?
các bạn lúc đó đi ra ngoài đi chơi rồi có thì đương nhiên phải đi chơi chứ. Rồi hai đứa yêu nhau trong thời gian yêu nhau thì có biến gì không, có biến cố gì không, kể cô chú nghe coi. Dạ có, trong thời gian yêu nhau hả, ông này bị chủ nợ ruột. Ruột hả? Ông này bị chịu nợ, chủ nợ ruột tới nhà luôn, kiếm tới mẹ luôn. Xong cái bắt đầu ổng chạy đi Sài Gòn trốn. Xong cái con cũng đi theo luôn. Rồi. Hai chú nợ theo luôn. Cái đợt đó con nợ nhiêu ạ? Dạ con nợ tầm 700 đến tỷ vậy con nhớ. Trời ơi trời, chơi dữ vậy. Ủa sao lúc quen rồi là biểu bỏ rồi mà sao trước đó cũng chỗ cũng nợ dữ là vậy. Là con nợ trước đó, đó rồi, cách đâu bao lâu cũng... À tới con nợ là... trước khi chơi dạ, quen dạ. Cái tiên. Là cái giai đoạn mà ăn chơi đi ba đi biết với cờ bạc đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Hồi xưa con quậy lắm, con đâu có suy nghĩ gì. Nhưng mà cái lúc ổng trốn nợ mà con đi theo ổng luôn thì con có sợ không? Rồi mẹ con ở dưới quê nữa, hồi lên trên đây sợ nhiều khi túng quẩn rồi ổng bán con rồi sao? Tại vì á con tiếp xúc á con không có cảm nhận được cái điều mà ảnh làm hại gì đến con, cảm giác là lúc đó là mình thương thiệt rồi. Tại vì á lúc đầu á mình lên Cần Thơ mình bôn ba như vậy á, kiếm một cái nhà trọ cũng rất là khó, tại mình cũng thuộc diện khó khăn, mình muốn kiếm một cái nhà trọ mình ở cũng rất là khó, toàn ở ghép không à. Mà ảnh giang tay ra ảnh giúp đỡ mình hết tất cả mọi thứ luôn. Thì con nghĩ là ảnh là một người tốt thì mới giúp đỡ con đến vậy. Nếu như ảnh quen qua đường thì đâu đến mức mà lo lắng cho con tới như vậy. Vừa đóng tiền nhà trọ mua cho con đủ thứ hết trơn, thậm chí là lo cho con cái bữa ăn luôn. Coi như bây giờ cho nên là có phước cùng hưởng, có họa cùng dạ đúng rồi. Cho nên là quyết định chung. Nghĩa là chàng đi đâu cho tiếp theo cùng chứ đó sao? Dạ, hả? Chứ con cũng đâu, ở đây con cũng lo, con không biết là hồi hộp đúng không? Như ảnh có bị gì rồi sao vậy đó, con cũng suy nghĩ như vậy. Rồi cuối cùng ai là người trả nợ cho con? Dạ mẹ con. Thì mẹ thôi chứ ai nữa. Mẹ kêu về đi rồi mẹ trả cho rồi hai đứa lo làm ăn làm lại từ đầu. Dạ. Rồi ghê không? Rồi ba sao? Dạ. Ba sao? Dạ ba con cũng vậy đó con. Như là mẹ trả nợ giùm dạ. Nhưng mà lúc ấy ba có xử con không hay là ba dạ. Cũng giống như mẹ cũng cắn nợ giùm con luôn? Dạ không, mẹ trả, mẹ ba la thôi. Ba la mẹ trả dạ. Nhưng mà sau cái đợt đó đi về thì có thay đổi không dạ, hay không? Là có hứa với mẹ điều gì hay không và có hối hận về thương những cái không? Việc nào đã quen không? Dạ thương, thương quá trời, không thương quá trời luôn. Tại không suy nghĩ lúc trước tại dính vô rồi trong đó vòng quay cờ bạc của mình khó ra mình không suy nghĩ tới chú. Dạ. Rồi cái chuyện cưới hỏi ai là người coi như là gợi ý? Dạ con. Dạ. Con gợi sao? Con nói thì sao? Dạ lúc đó vợ Tiên á dẫn về quê chơi thì con thấy thương nhiều hơn, tại nhà cũng thuộc diện khó khăn á chú. À, lúc đó là đã trả nợ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ về cái gặp nhà cờ hứa thì không có như và có khó khăn đó thì con thấy con thương nhiều. Rồi con nói thôi mẹ ơi giờ cho hai đứa con cưới nhau đi rồi hai đứa con vừa học rồi đi làm rồi chí thú làm ăn đó. Dạ chí thú làm ăn. Thì lúc đó thì mẹ cũng không cho cưới nữa, tại tuổi con với tuổi Tiên nó bị khắc nhau, khắc khẩu khắc mệnh. Là mẹ con đó đúng không? Dạ đúng rồi, mẹ con đó. Hai cái tuổi này khắc lắm chị. Dạ biết. Khắc. Thằng dạ không cho cưới. Mà. Còn mẹ của con thì có ý kiến gì không? Dạ mẹ con sao là mẹ vậy à? Mẹ con dễ lắm. Mẹ không có chịu cưới. Rồi bây giờ gia đình không chịu gì thì sao? Rồi tụi con vượt qua bằng cách nào? Dạ thì vợ con nhắn tin năn nỉ mẹ con. Thì con cũng nhắn tin dài lắm. Năn nỉ. Nói giờ hai đứa con thương nhau quá trời, giờ mẹ tìm cách nào để cho hai đứa con cưới nhau. Rồi mẹ cũng suy nghĩ tìm cách. Dạ. Ông này ông đập đầu tự giận. Trời ơi vậy luôn hả? Trời mà đập đầu thiệt không? Hay đập đầu thiệt luôn, u đầu luôn. Con đập vô tường binh binh. Đập đó. Tự giận tại vì mẹ không tin, kiểu như là mới quen rồi tại sao cái cô này mà lại con trai của mình đòi cưới liền, trong khi đó trước tới giờ con trai của mình kiểu như là ảnh cũng quen rất là nhiều người. Tự nhiên quen con anh thay đổi, anh đòi cưới vậy mẹ cũng. Có nghĩa là mẹ cũng lo không biết gì. Cái lúc mà ổng đập đầu á là có con không? Dạ có luôn. Là có mẹ luôn. Dạ mẹ có ba không? Mẹ thì xỉu. Dạ không, lúc đó không có cha. Mẹ thì xỉu xỉu còn con thì cũng lết lết theo luôn. Con lết lết theo luôn. Chảy máu không? Dữ lắm luôn. Con đập vô tường. Quậy dữ lắm. Trời ơi nhưng mà tại vì mẹ không biết á, cái tuổi hai đứa này là tưởng là không hợp tuổi. Tại vì một đứa là mặn quả dạ. Còn một đứa là mặn thủy dạ. Nhưng mặn bé này là nước trong giếng dạ. Nước trong giếng thành ra là cái quả của này quả sơn á dạ. Nó là quả nước ở núi trên, á. Lửa trên núi không có yên không có xâm phạm gì luôn mà dạ. Nó là thủy, nếu mà thủy trên trời á
Thiên Hà Thủy là cô á thì dạ. mới là kỹ với con. Thì hai cái kia mà coi như là chản nhau mà mưa xuống là nó hưởng hết. Ủa gì em với chị sao không kỹ? Em là gì? Em là thiên thượng hỏa. Thiên thượng hỏa hả? Trời ơi, nếu mà em trên mà không chị. Bây giờ xin lỗi nó lan man xíu nha. Về á, về 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 mạng á là Thiên Hà Thủy với Thiên Thượng Hỏa là đụng không nhau là sấm sét. Không, là sấm sét là bách chiến bách thắng á. Dạ. Bách chiến bách thắng đó. Không đúng rồi. Chiến. Không, hai cái đụng nhau là bách chiến bách thắng á. Chị để ý đi. Vợ đi chương trình này thắng hoài đó là gì á. Đó. Rồi không như vậy như chị Dân giải thích á dạ. là nó rất là hợp lý dạ. một cái là lửa trên là... rừng cho nên bây giờ tụi con giàu nè hai đứa làm ăn là phất lên quá trời đúng không dạ. học sàn đeo quá trời không được đó bởi vì cô nói là hợp, hợp. Bởi vì uổng dạ. tội nghiệp thằng nhỏ bị đập đầu chạy không dạ. nhưng mà thật ra có những cái cú đập đầu đó mà mới có thể xoay chuyển cái suy nghĩ đó và cái tác hợp của mẹ dạ. là các con có thấy không là các con ngày hôm nay rõ ràng là hạnh phúc đó là sự lựa chọn dạ. đúng không chọn lựa chọn chọn lựa đúng người đồng cam cộng khổ với đúng mình. Rồi đó chọn lựa chọn cái gì chọn lựa chọn là gì đâu chọn lựa đúng người đồng đúng. Cam cộng khổ với mình là hạnh phúc dạ. đó nghe và ngày hôm đúng. Nay và anh chú nghĩ rằng mẹ mà coi được chương trình này mẹ cũng cảm thấy rằng là cũng rất hạnh phúc vì dạ. Hai con của mẹ đã lựa à. Chọn nhau đã đúng không hai đứa đã chọn nhau đúng không chọn yêu thương dạ. là chọn hạnh phúc à, dạ. là chắc chắn là các con sẽ hạnh phúc và thành công nữa kìa nha rồi bây giờ đến cái phần kia đi cái kia đi con tật xấu đi mấy đứa có con chưa dạ có rồi mấy đứa dạ ba đứa trời má ơi u là trời trời là, ai nghĩ nó ba đứa con trời ơi vậy là sao cưới là có liền hay gì dạ cưới rồi 6 tháng sau mới có bầu à. Sinh một đứa xong rồi cũng sinh liên tục luôn bé lớn là 4 tuổi 4 tuổi mấy còn bé giữa là 2 tuổi rồi bé cuối cùng là tuổi mấy trời đó nó đẻ coi như là hai đứa sau là đẻ năm 1 đó dạ, dạ đúng đúng rồi đúng gần năm 1 đó thôi dạ, nói sao? Chung là bây giờ khoa học tiến bộ lắm nhưng nó ba đứa mà nhìn nó giống như là thì con nít luôn chú nó thiệt con gái. Không có ai tin là con ba đứa con đâu tiên dạ. nhìn nó như con nít đó con chứ không phải là con gái nữa dạ. Rồi bây giờ đi sâu vào vấn đề luôn nè ừ. trong những năm tháng yêu nhau và bây giờ thành chồng thành vợ thành cha thành mẹ vị thì có những cái tật xấu nào nó lòi ra không đó tật xấu hả ông này mê gái mình gái nhưng mà. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng bị con chặn ngang tới cái mức kiểu như là ổng là dân chơi ăn chơi mà đương nhiên nhìn gái cũng thích rồi xong rồi lên Facebook cũng comment cô này câu kia đó comment gạo á rồi thả tim thả like người ta rồi con xong mà thấy cái là con vô con thấy cái là con chặn nhỏ liền là con lấy Facebook ổng chặn luôn con lấy Facebook của ổng con chặn nhỏ liền mà comment nhiều quá là con chửi luôn rồi rồi con nói chồng của tao á rồi sao con con yên tâm bữa nay lên chương trình này xong phát sóng rồi là cả cái đất nước này thậm chí là ở Việt Kiều ở bên kia tất cả các cô gái đều biết con là chủ sở hữu của anh này cho nên con không cần phải lo nữa. Từ đây bạn Facebook của con sẽ tự quỷ hết con nghe này chú đó không làm chắc bạn bè con trong Facebook chắc còn con trai không đúng không dạ con trai một chút xóa hết ê có nào nó ghen với con trai không dạ không à. Rồi. Rồi sao rồi bây giờ cái tật đi chơi còn không rồi thêm cái nữa là mê gái tật mê gái là rồi... bỏ rồi ừ. nó dốc kiểu như là sợ con buồn á cho nên nó dốc nhiều khi ảnh muốn đi chơi pizza tại vì bây giờ con đã cắt bỏ hết những cái tật xấu rồi ảnh không có nhậu nhẹt hay là này kia á ảnh chỉ mê đi chơi mà đánh pizza thôi mà có điều nó dốc con à là nói đi đâu đi đó nhưng mà thật sự là đi đánh pizza không à nó dốc vậy á là nói dốc để được đi nói dốc để được đi chơi mà đi chơi mà cũng đi chơi lành mạnh đó cũng đi đánh pizza thì cũng lành mạnh đó nhưng mà vẫn nói dốc nói dốc đó ví dụ đi pizza thì ổng nói ổng đi đâu ổng nói ổng đi mua này mua kia đi tiếp đối tác rồi này kia tại vì ổng là bất động sản mà ổng nói là ổng đi tiếp đối tác rồi này kia xong cái lỡ cái vô đánh dài dáng pizza đúng không đánh cái đỡ ghiền gọi gì nữa có nóng tính không dạ nóng tính mỗi lần nóng tính lên thể hiện sao nóng cỡ nào con nóng tính lên thì quát con thôi
kiểu như còn giọng vô tường nữa không? Đập dạ không. Không có vô tường không? Không 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 có cái gì mà quá đáng nhưng lắm. Nhưng mà có chửi con biết nhịn lắm. Có chửi con nặng lời không? Dạ. Hay là mày tao gì không? Có mày tao nhưng mà không bao giờ nói chuyện nặng lời. Một câu nói nặng lời cũng không có chửi. Bây giờ không có mày chửi tao không? Thề hoặc là bất cứ cái từ chửi thề nào mà khó nghe luôn. À. Có mày tao xưng hoài hả? À? Bình thường cũng xưng im đi mày là... ơi, mệt quá mày ơi. Kiểu giống vậy như, đó. Giống như vợ chồng tập quen đó, rồi, không? Quen rồi. À, dạ, nói vợ chuyện chồng quen. Đậu đó là con đen. Nhưng mà có đánh... có chịu không? Có, con nói cái gì mà anh kêu mày tao hoài vậy? Kêu em đi. Cái anh nói trời ơi đang giận chửi lộn mà kêu em. Còn con á thì ảnh chửi lên cái rồi con nín thình. Xong thôi con ảnh mà nóng tại vì con biết ảnh là người nóng tính. Thì thôi ảnh chửi lên cái rồi con nín thình con đi ra chỗ khác là xong. Ok rồi. Vậy là còn cái gì nữa không, có nhậu hay là cái gì? Dạ không, tật xấu của ảnh là có nhây không, có đùa giỡn nhây với vợ? Dạ dạ không. Ảnh rất là nghiêm túc kiểu như cũng vui vẻ đó nhưng mà ảnh không có giỡn nhây rồi, hay là gì hết. Rồi có hay sợ sệt một cái vật gì đó con có nữa nha, có một cái thật xấu là xăm mình kệ thể hiện xăm mình nhưng mà lại sợ con gián. Mỗi lần mà thấy con gián cái ôi trời ơi gián kìa mẹ của con đây đang ở chung mẹ con giữ con á, trời con gián kìa. Ôi, đập liên tục sao ngộ kia, cái tuổi này á, cái tuổi tức này nè, con cô cũng vậy, con xứ ngộ con sợ hiểu gián kinh khủng luôn. Dạ. Không biết tại sao nó sợ gián vậy. Dạ. Mỗi lần vậy là con mất cười. Nó giống y như cô thì sợ chuột, cô mới sợ gián. Dạ. Gián cỡ nào cô cũng sợ nhưng mà chuột thì cô sợ nha. Còn con sợ con gì? Con hả? Con sợ, không con sợ ma. Con ma. À, sợ ma. Vậy là kịch của tôi ế rồi. Từ nhỏ sợ ma là nó không đi coi kịch ma tôi rồi. Con biết không, con của chú không nha. Con sợ ma nhưng mà con vẫn chú xem. Nó mà gặp con gián đâu là con nó chạy tới nó đạp con gián đó. Trời ơi sợ gần chết luôn vậy đó. Kỳ vậy ta. Con cũng đạp gián nha. Con gặp là con sợ. Tại vì tôi đặt nó. Tôi đặt nó là con tiểu cương. Ngộ thiệt. Con tủ chó mà sợ con gián. Con xí ngầu nhà cô cũng vậy, nó sợ gián kinh khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ cô Tiên muốn chồng thay đổi điều gì? Nếu không muốn chồng gọi mình mày tao nữa thì nhân cơ hội này nói luôn đi. Đó, hoặc là muốn thay đổi cái gì nữa? Muốn chồng thay đổi điều đó không? Bây giờ thôi em con thấy á là ảnh xưng mày tao thì cái đó là cái điều của ảnh thích á thì ảnh cứ xưng đi nhưng mà miễn sao ảnh thương con là được rồi. Tại vì cái đó là câu nói lâu lâu mới nói lần chứ không phải lúc nào cũng mày tao, lúc nào cũng em vợ đồ này kia không à. Lâu lâu mới nói lần thôi, lúc nóng giận làm sao mình cản được. Thì con chỉ mong muốn là đừng có nói dốc nữa. Đi đâu thì nói đi đó, ví dụ như đi ra quán pizza thì nói em tiếng thì em có thể đi theo với anh chơi luôn. Tại vì ngày xưa hai đứa quen nhau thì cũng đi chơi chung không vậy, anh quán pizza cũng ngồi kế bên mà. Bây giờ con chỉ mong muốn là ảnh đừng có nói dối con là ví dụ như đi đâu thì nói đi đó đi. Để cho con biết thôi. Phải được không? Thật thà dễ ẹt à. Có tại nhiều đó thôi à. Con đi đánh con sợ con xin cái không cho. Con hay kiếm cớ này kiếm nọ để con đi. Rồi xong rồi hồi điện video gặp con đi ra chửi. Rồi giờ tới con nè. Dạ. Ê, cô ấy có tật xấu nhiều không con? Chắc ít lắm nè. Vậy ít lắm chú. Để con kể hồn hết luôn. Đâu, kể vài cái nghe chơi coi. Cái đứng đầu là ghen á chú. Trùm ghen. Con trùm ghen luôn chú. Nổi tiếng ở dưới xứ con á. Nói ai ghen chú Đảo là nói Tiên á. Vừa là cô Tiên tốt bụng. Không phải nó đã tự thú nhận nãy rồi. Vừa là cô Tiên tốt bụng, vừa là cô Tiên ghen nữa đúng không? Dạ. Rồi gì ghen. Gì nữa? Ghen mà đến nỗi định vị điện thoại con rồi ha. Con đi ra ngoài đường tầm 10-15 phút là phải gọi video thấy mặt con cái. Rồi đang ở đâu làm gì. Dạ gì đó. Ở ngoài đường hay ở trong phòng đó đúng không? Trong phòng là chết mày với tao rồi. Đúng không? Có dạ thì cũng không? Có lúc đó cũng hơi bực bội. Nói chung là cũng đi chơi với bạn bè hay là đang gặp đối tác gì đó thì gặp điện hoài gì đó cũng hơi bực bội. Nhưng mà hỏi thật này, đó giờ con có bị bắt gặp lần nào? Dạ chưa, có bắt gặp lúc nhắn tin thôi. Dạ. Con nhắn tin cho ai? Con lúc con đi quýnh bì da đó. Cái con xin số điện thoại bé kia dân bì da đó. Con nhắn tin mới hỏi em tin gì ở đâu là bà này bắt mượn điện thoại gặp tin nhắn em con chưa xóa kịp nữa. Bởi tại sao nó không ghét cái vụ bì da là đúng rồi. Thì đó. Đúng không? Nhỏ dạ. Nó gắn liền với bì da. Trời đó coi. Con mới nhắn được hai câu thôi, em tin gì ở đâu. Tại con mới xin được Zalo cái em nhắn được chưa hết trơn. Bà đầu bà mượn điện thoại gấp cái con đổi số kịp đâu. Bà nhổ khó luôn.
Nhưng có giác quan thứ 6, thứ 7 sao? Người ta thương mình. Tự nhiên cái con mượn điện thoại à? Hôm đó tự nhiên con mượn điện thoại cái đang đang nó đang giật, đang cầm thoại tự nhiên. Bữa đó gây dữ không Tiên? Dạ. Bữa đó gây dữ không? Gây, con khóc cái nói xin lỗi mới nhắn à, mai mốt không nhắn nữa. Quậy quá chịu. Anh nói gì đó, xin lỗi. Anh mới nhắn à, mai mốt không nhắn nữa đấy. Đi, anh dẫn tôi ra quán pizza tôi gặp con nhỏ đó tôi nói chuyện nè. Bắt đầu anh không dẫn con ra, xong mấy ngày sau cái ảnh đang quán pizza, con đi ra quán pizza đó con nói: "Ê nè, này là chồng tôi nha." Xong rồi quán pizza ổng quán ổng tự ghi điểm được thì tự ghi, còn không nói là tôi thấy bạn nào mà lại ghi điểm là tôi quậy liền luôn á. Rồi xong cái cũng có hai vợ chồng cũng có cự lộn đó, nhưng mà kệ, cự lộn dằn mặt đó, nhưng mà mình được cái đó là mình hài lòng rồi. Rồi ổng đổi quán pizza ổng chơi luôn. Đổi luôn. Đổi chứ ai dám tới nữa. Ê có hay nhõng nhẽo không? Hay khóc hay nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo lắm chú. Nhất là khi mà nhậu xỉn vô về nhõng nhẽo. Anh ơi anh à, chồng ơi chồng à, lấy này lấy kia, xài giặt nữa chú. Xài giặt dữ lắm, xài giặt. Tối ngủ lần nào là tối trước khi ngủ là con phải pha sữa cho uống á. Pha ly sữa uống rồi mới ngủ. Lần này không cần pha nữa. Ánh tử. Sau đây là bốc thăm trúng cái lớp hạnh phúc, là lựa chọn một cái thôi, là chỉ cần chập cái ống hút vô là hút thôi, không cần pha. Bưng nguyên cái thùng sữa lên cái phòng luôn. Tại vì ổng tự nguyện mà. Con nói anh ơi anh em đói bụng quá à, đói bụng sao em ngủ được. Xong cái là ổng đi tự đi pha sữa, đêm nào cũng pha sữa chứ. Lúc trước con có 37 kg à, mình nuôi con nay được 43 kg rồi. Đó là nhờ sữa lớp đó. Dạ. Ủa quên, chưa là nhờ sữa đó. Nhờ sữa. Ồ, sao bữa nay ổng chừng lên 45 đó nha. Dạ. Rồi còn tật gì nữa không? Dạ còn tật là hay thức khuya á chú. Khuya, làm, khuya làm việc. Dạ. Làm mà quên ngủ rồi đó bụng rồi quên ăn luôn. Lo công việc đó chú. Tại vì con là con có buôn bán online luôn hay dạ, sao? Dạ con là nhà máy sản xuất mỹ phẩm với lại con kinh doanh hệ thống á, cho nên là cũng làm việc nhiều cái suy nghĩ chiến lược này kia, rồi suy nghĩ ra một cái sản phẩm mới này kia. Nhiều khi á tại vì làm việc đó phải suy nghĩ rất là nhiều, mà ban đêm á thì mình dễ suy nghĩ, thậm chí nhiều khi suy nghĩ quên ăn luôn. Nó giỏi quá. Có khi con ngủ rồi con giật mình thức dậy xong gặp chưa ngủ. Thôi giờ đúng không? Cô thấy con lấy đúng phải Tiên luôn rồi đó. Thiệt luôn á. Dạ. Thôi giờ con có mong muốn Tiên thay đổi điều gì không? Dạ mong muốn thay đổi là bớt ghen lại tí, với lại làm việc ít lại để biết cân bằng sức khỏe, cân bằng công việc để sức khỏe quan trọng. Tại Tiên cũng yếu, sức khỏe yếu hay bệnh lắm. Dạ. Nãy Tiên mong chồng thay đổi gì cô quên rồi ta. Đừng có nói dốc để mà đi visa nữa.